Trung xin chào tất cả anh em nhé Lại thêm một cái video đầu món phụ tùng nhé anh em Trên video này Trung giới thiệu với anh em một cái cặp cốt máy Của Samsung Nissan nhé anh RF8 nhé Có nghĩa là Samsung và Nissan là làm một đấy Đời RF8 Máy V8 1 tắc 38 đấy nè Anh em có xài qua cái dòng này rồi thì Thì biết hai cái dòng máy đó như nhau đa số Samsung thì sử dụng động cơ của Nissan nha. Ví dụ như Samsung cái con nhỏ nhất này, cái con 1 tấn này, Samozin đấy, SM110 đấy. Cái con đấy nó sử dụng cái động cơ Nissan TD27 nha. Rồi chung quay lại đối với cái cặp cốt máy này. Đây là cái cặp cốt RF8 nha. Nó có mã có ký hiệu đầy đủ. Anh em đang cần phụ tùng. Gì đấy thì anh em liên hệ nha. Cặp cốt S tăng đa nha nè chỉ vừa lại mấy cái cốt ép tăng đa này thôi mấy cái cốt máy này rã ra nó rất là dễ bị ố rỗ luôn nên nên chúng phải cho nó nó thấm nhớt trong tư như thế này để bảo quản được lâu nha anh em có ngay việc dùng thì cứ mang về vệ sinh cổ lại sơ sơ cho sạch sẽ rồi rồi lắp thôi cái món hàng này thì nó tương đối là đơn giản không có cái gì nhiều để mô tả luôn Ngoài cái cốt máy này ra thì tại chỗ Trung hiện giờ cũng đang còn một vài cái cốt, nói chung là cốt Trung không có chuyên cái món mà trục cơ này, gọi là cốt máy gọi là trục cơ đấy. Nhưng mà lâu lâu thì có làm thịt một cái con động cơ. Thì nó sẽ dư ra được mấy cái món đồ nhá. Dư ra trục. Ví dụ ở đây còn à còn cái trục cơ của HO 7C này, Astanda này. <laughs> trục cơ của SD lít xăng SD22 này, cốt S này, hàng bãi này, trục cơ C240 này. Còn được mấy cây. Một vài phụ tùng phụ kiện. Heo bét gì đấy, nói chung là chung không có chuyên về cái mạng đấy, nhưng mà lâu lâu thì lại có hàng nhá. chung view lại sơ sơ một lần nữa rồi anh em xem thật kỹ khi nào có đúng nhu cầu sử dụng thì cứ nhấc máy alo chung nhé cái món hàng này thì nó quá đơn giản để mô tả luôn chỉ báo tên loại rồi tình trạng cốt s chung báo lại tên một lần nữa nhé samsung rf8 hoặc là nissan rf8 là một cốt s tăng đa nhé số lượng là hai cây anh em lựa chọn cây nào thì cứ đến trực tiếp xem nhé trong kết thúc video chung cảm ơn anh em đã xem video nhé